Sao con sao không được hưởng mà đòi đủ người ta làm sao? Dạ thì Hồng Loan thì chỉ là con nuôi thôi chị. Con được chứ con nuôi gì trời? Con nuôi con được gì trên giấy tờ người ta có mà trên giấy thế là hợp pháp là con được người ta mà. Dạ chú Bảy thì cũng có nói là Hồng Loan chuyển lên miệng đến chính thì sẽ đi xét nghiệm ADN. Đúng rồi. Mà chưa nghe Hồng Loan trả lời về cái vấn đề đó. Ai cũng nói con ruột rồi giờ đó con nuôi rồi đó rồi nó con ruột thì nó con nuôi là sao thì chiều hướng thì có người nói là con ruột có người nói là con nuôi thì chưa có cái bằng chứng gọi là chính xác, giống như là Hồng Loan có nói là Vũ Linh từ lúc mà đó tới giờ thì chưa có nói là Hồng Loan là con nuôi, chưa bao giờ thốt lên cái từ là con nuôi đó thì chiều hướng của mạng là như vậy. Bây giờ con nó con ruột biết mà trong giấy tờ ta là ta chứ là con rồi ta được hưởng đó là ta đang ăn ăn nuôi trong giấy tờ thôi chứ đâu phải là một cái chuyện mình nói đâu, hộ khẩu nó đứng đâu ta được hưởng đó chứ ăn thua giấy tờ thôi. Rồi ai có hỏi gì nó biết gì nói chỉ muốn một chút rồi ví dụ mà dọn đồ dọn hết luôn á gì mà nó đỡ mà làm gì có tiền để mua ba đồ đó. Dạ. Nó đỡ mặn tháng nào ăn tháng đó. Có nhiều cái nó hơi là lạ Vũ Linh chết hơi là lạ gia đình và anh em tài sản nhìn ăn hơi là mau ngộ quá. Dạ. Mà thấy người cái người ở đợ mà không ngộ quá lắm. Ở trong nhà người ta lấy đồ người ta hết lúc đó hơi ngộ quá. Tại Hồng Loan nó hè như gặp người ta dễ vậy. Gặp ba tôi ở ngoài đời chỗ đó chắc có ăn lắm á. Ví dụ như giống như chị gặp trường hợp đó là chị sẽ xử lý như thế nào? Đủ mới ra khỏi nhà khổ cho lấy đủ gì luôn cho xử lý gì. Ai cho lấy đồ lấy. Chứ theo như chị nghĩ là những cái người mà làm mà từ đó từ nào giờ ở cho dù là mười mấy năm đi nữa cũng không có được quyền đó đúng không? Đúng rồi mà ở trong nhà người ta làm cái lấy đồ người cái ta người được quyền thừa hưởng mới có cái quyền đúng không chị? Vậy nó đơn giản thôi, nhưng mình ở đợi nhà người ta mà ăn ở đó phải không? Giờ muốn đồ gì thì về nhà mình mua đồ để nhà mình chỉ làm giao lãi cho nhà người ta mà không khi cha chết rồi là dọn đồ đi. Đó đâu có quyền đâu. Đúng như ai cũng vậy hết. Cuộc sống mình làm tái lương tâm mình sau này với dân mà gặp quá đó thôi à. Như thế bắt đầu đó giờ ai chết cũng có nhìn ăn, Vũ Linh gì chết có nhìn ăn. Hồi xưa giờ nghe lên mạng nói là nuôi em nuôi cháu đủ thứ tên đã rồi chết rồi cũng nhìn ra cho người ăn. Chị có lên Sài Gòn ăn bánh xèo chưa chị? Không biết. Dạ. Chưa biết chỗ bánh xèo đó. Có sao không? Bánh xèo Tiểu Linh hay là bánh xèo ai mày hỏi cái xèo ở Sài Gòn ta bán á. Bánh xèo của Bảy Báo. Sao bào Bảy Báo? Bà biết mà. Thì bây giờ anh ta đặt tên ổng rồi đó. À, chị nghĩ như thế nào về cái việc mà thì đặt cũng đúng chứ bộ người ta bơm bánh xèo của chú Bảy như vậy thì đặt đúng rồi phải là ông Tiểu Linh đó hả? Dạ à, đúng rồi đó. Giờ đặt ông là Bảy Báo bà kia là Sáu Bào đó mà chị nghĩ đó. Cái đó là sự cố hay là sao? Ý là thấy ở trên TikTok cũng có nhắc tới vấn đề đó rồi cái lúc phát biểu là có người ta mới đặt vậy chứ không có ai dám đặt. Dạ cái phần mà giống như là không biết là ai khách nào mà mua bánh mua đồ rồi vậy đó thì thấy cô Kim Hoa có nói trên TikTok có nói đó đăng một khúc đã người ta là bơm hàng là mình thật là mắc cỡ rồi đó mình đủ hiểu mình sao mà nó còn đi đăng lên đó không vợ của ổng á mình đủ hiểu mình là người thế nào người ta mấy bà mà không lấy hàng mình đó, người ta rồi mà vậy mà đi đăng lên nói gì cũng bằng qua chỉ tiền đang đem lên chùa cho anh ta ăn của đồ mặn được đem lên chùa hả chị? Không phải là bà vợ ổng đem bánh xèo đó ra lúc người ta bơm hàng rồi đem nó lên chùa cho ta ăn á nó đi cho đi khoát á hả? Cái clip đó hình như ai cũng xem hết nhỉ chứ không phải đi lên chùa đem lên cho anh ta ăn đăng lên. Chị thắp nhang cho cậu Năm chưa? Rồi. Dạ, thắp rồi hả? Thế sau này mấy chị có nghe được những cái việc làm mà cậu Năm đã làm không? Đấy, như là được chia sẻ lên khắp cộng đồng đó, những cái việc làm tốt á.
ví dụ như là con Năm Vũ Linh đi làm những cái việc làm thiện giúp người rồi được nhiều người thương lắm. Có Vũ Linh rồi đó, ổng chết nếu mà tao không thương ổng đâu được như ngày hôm nay. Dạ. Ổng ở đâu có đức chứ đâu ổng có được phước. Cho đến ngày hôm nay luôn mà khán giả vẫn còn thương. Hồi xưa là Lê Công Tuấn Anh chết đâu được như giờ đâu. Dạ. Lúc đó là chị cũng biết ha, lúc mà anh Lê Công Tuấn Anh mất là chị tự dẫn chết đó, biết chứ. Cũng đâu được như giờ đâu. Biết bao nhiêu người ta mà chen đường đi luôn mà cũng đâu được như giờ đâu. Anh đó là diễn viên. Nó Minh Phụng chết cũng vậy. Mà sợ Minh Phụng là ngôi sao sân khấu đó mà chết đâu được như vậy là vậy đó. Nó gạt ra nhà chủ tịch nước chết chứ đâu được vậy. Nó thật sự mà nói luôn chứ mà. Giống như chị so sánh là ấy là mình so sánh có là nhiều chị. Người là không được như vậy. Ông Vũ Linh như ông vua vậy. Tại ổng làm thiện nhiều quá nên người ta thương ổng, ta nhớ, ta mến mộ ổng. Chứ không có vợ mà ở vậy nuôi em, nuôi cháu, nuôi này, nuôi kia đã đời rồi chết dành ăn tài sản, thấy rồi họ thấy ổng sáng. Biết bao nhiêu căn nhà, biết bao nhiêu là một cái trăm cái ngàn lượng vàng, bay hết, ổng ở vậy tới giờ. Cộng đồng mạng không nhiều rủi, có nhiều nó. Chị lướt cái tóc thấy hay là lướt cái... Tóc cái tóc nhóc, chỗ nào cũng có thôi mà. Lên nó nói ngày nào cả ngày chị có xem thông tin hàng ngày không? Coi tối cả ngày, ngày lắm coi tối ngày thì sáng giờ coi tối ngày luôn. Coi tối ngày lắm. Hết người này tới người kia. Nói ra ngoài. Đâu lần. Rồi nước thấy như vậy thì chắc trong lòng mấy chị cũng ấm ức đúng không? Bức xúc chứ mất gì. Tôi mà gặp cái ông mặc áo vàng ở ngoài là tôi biết lắm luôn. Vậy hả? Tôi ham muốn tới cỡ đó. Ông nào? Gặp bằng thờ không? Bằng thờ lên hả? Ông nào? Ông đứng ông chữ ông lo. Áo vàng này, áo vàng này. Đó, ông vào sao lên kìa. Đó nó. Bây giờ mà tôi gặp ông tôi quýnh ông luôn. Tôi đừng đó. Nè, nè, vàng kia thì ông thấy vàng kìa. Vàng kia kìa. Có vàng đó. Phải nó vẫn chơi đâu. À, chắc chị xem những cái thông tin đó cho chị. Xem á. Thì em thấy mà không lại bằng thờ mà làm gì đó. Không có được phép làm như vậy. Chính xác, không được bạn phải được bằng thờ mà làm như vậy. Những người nhưng mà nói với cái đó thì bữa giờ cũng nghe kể. Đúng nghe kể như vậy, vậy là không được đó chị. Ông có ông nội bánh tre chung với tôi đâu rồi. Ông nói chứ. Nghe ông nội nội bánh tre. Nghe cầm luôn luôn á, ngay cái chỗ mà chặt đất trống mà chuẩn bị là làm bệnh viện á. Ông muốn vàng quê rồi đó, bây giờ người ta kiếm gì đó. Trong làng nghỉ dựng gì đó hả chị? Không, ông lại đó, phe bãi mướn không làm chứ đâu. Không dùng á. Gì ông áo vàng, trong làng nghỉ dựng gì đó hả? Hôm bữa em nghe đồn nó phải... Ông gõ bàn thờ đó, ông chữ ông đó. Được đặt tên á. Bây giờ người ta kiếm ông dữ lắm. À, được kiếm luôn hả? Ừ. Gặp ông ta đặt ông luôn. Nói bức xúc. Ra, ông ra là gọi người ta nói đi ra đừng nhận tiền đi về đi. Mẹ con có ngầm phụi mướn lắm. Mấy chị cũng có những cái là chia sẻ nha cả nhà ha. Thì khi mà xem cái thông tin gì á. Cảm ơn lời chia sẻ của mấy chị rất là nhiều cả nhà ơi. Thì em sẽ đi quanh một vòng cho cả nhà được xem mộ của cậu Đâm Linh nha cả nhà. Xin kết thúc video ở đây cả nhà ơi, hẹn cả nhà ở video kế tiếp đi.